Lê Vi Ký chương 25. Đức Giê-hô-va cũng phán cùng Mô-sê tại trên núi Sinai rằng: Hãy truyền cho dân Israel rằng, khi các ngươi đã vào xứ ta ban cho rồi, thì đất phải nghỉ giữ một lễ Sa-bát cho Đức Giê-hô-va. Trong 6 năm ngươi sẽ gieo ruộng và hớt nho mình, cùng thâu hoạch thổ sản. Nhưng năm thứ 7 sẽ là năm Sa-bát để cho đất nghỉ, tức là một năm Sa-bát cho Đức Giê-hô-va. Ngươi chẳng nên gieo ruộng mình hay là hớt nho mình, chẳng nên gặt lại những chi đã tự mọc lên sau khi mùa màng, và đừng hái nho của vườn nho, không hớt sữa. Ấy là một năm cho đất nghỉ. Phàm vật gì mà đất sinh sản trong năm Sa-bát sẽ dùng làm đồ ăn cho ngươi, cho tô trai tớ gái ngươi, cho kẻ làm thuê của ngươi, và cho kẻ ngoại bang kiều ngụ với ngươi, cùng luôn cho lục súc và thú vật ở trong xứ ngươi nữa. Hãy thải thổ sản dùng làm đồ ăn vậy. Ngươi cũng hãy tính 7 tuần năm, tức 7 lần 7 năm. Thì giờ của 7 tuần năm này sẽ là 49 năm. Rồi đến ngày mùng 10 tháng 7, tức là ngày chuộc tội, các ngươi phải thổi kèn vang trong các xứ. Các ngươi phải làm cho năm thứ 50 nên thánh, và rao truyền sự tự do cho hết thảy dân trong xứ. Ấy sẽ là năm hân hỷ cho các ngươi. Ai nấy đều được nhận lại cơ nghiệp mình, và ai nấy đều trở về gia quyến mình. Năm thứ 50 này là một năm hân hỷ cho các ngươi. Không nên gieo, không nên gặt vật chi đất tự sinh sản, và cũng chẳng nên hái nho không có hớt sữa, vì là một năm hân hỷ sẽ làm thánh cho các ngươi phải ăn những thổ sản. Trong năm hân hỷ này, các sản nghiệp đều sẽ trở về nguyên chủ. Nếu các ngươi bán hay là mua vật chi với kẻ lân cận mình, thì chớ lận anh em mình. Ngươi sẽ cứ lấy số năm từ sau năm hân hỷ mà mua với kẻ lân cận mình. Còn ngươi cứ lấy theo số năm có hoa lợi mà bán. Tùy theo số năm sau năm hân hỷ, ngươi sẽ bù thêm giá. Tùy theo số năm ít, ngươi sẽ giảm bớt giá, vì theo số mùa gặt mà người bán cho ngươi. Chớ ai trong vòng các ngươi làm kẻ lân cận mình, làm lận kẻ lân cận mình, nhưng hãy kính sợ Đức Chúa Trời, vì ta là Giê-hô-va Đức Chúa Trời của các ngươi. Các ngươi khá làm theo mạng lệnh ta, gìn giữ luật pháp ta và nói theo. Như vậy sẽ được ăn ở bình yên trong xứ. Đất sẽ sinh sản hoa lợi cho các ngươi, và các ngươi sẽ ăn no và được ở bình yên trong xứ. Vì các ngươi nói rằng, nếu chúng tôi chẳng gieo, chẳng gặt mùa màng, thì trong năm thứ 7 sẽ lấy chi mà ăn. Năm thứ 6 ta sẽ giáng phước cho các ngươi, và năm ấy sẽ trúng mùa bù 3 năm. Năm thứ 8, các ngươi sẽ gieo và ăn hoa lợi của mùa màng cũ cho đến mùa màng mới của năm thứ 9. Đất không được đoạn mãi, vì đất thuộc về ta. Các ngươi ở cùng ta như kẻ khách ngoại bang và kẻ kiều ngụ trong khắp xứ mà các ngươi sẽ được làm sản nghiệp. Hãy cho phép chuộc đất lại. Nếu anh em ngươi trở nên nghèo và bán một phần sản nghiệp mình, thì người bà con gần có quyền chuộc lại phải đến chuộc phần đất anh em người đã bán. Nếu người nào không có ai được quyền chuộc lại, nhưng tự lo cho có chi chuộc lại được, thì phải tính từ năm đã bán bồi số trọi cho chủ mua, rồi người sẽ được nhận sản nghiệp mình lại. Nếu nguyên chủ không tìm đủ giá đặng trả cho, đất bán sẽ thuộc về chủ mua cho đến năm hân hỷ. Đoạn đất sẽ ra khỏi tay chủ mua và về nguyên chủ. Nếu người nào bán một cái nhà ở trong thành có vách bọc, thì có được phép trả chuộc lại cho đến giáp một năm sau khi được bán. Phép chuộc lại của người chỉ trong một năm trọn vậy. Còn nếu không chuộc lại trước khi giáp hạn một năm trọn, thì nhà ở trong thành có vách bọc đó sẽ về chủ mua,
và người dòng dõi người mãi mãi. Đến năm Ân Hỷ, nhà đó không ra khỏi tay họ. Nhưng các nhà ở nơi hương thôn không có vách bọc lấy, thì kể như ruộng đất, chủ bán có phép chuộc lại. Đến năm Ân Hỷ, nhà sẽ về nguyên chủ. Còn về các thành của người Lê Vi và các nhà của họ ở trong thành đó, thì người Lê Vi luôn luôn có quyền chuộc lại. Ai mua của người Lê Vi một cái nhà tại trong thành người Lê Vi, đến năm Ân Hỷ, nhà đó sẽ về nguyên chủ. Vì các nhà cửa tại trong những thành người Lê Vi là sản nghiệp của họ giữa dân Israel. Những ruộng đất thuộc về thành người Lê Vi không phép bán, vì là nghiệp đời đời của họ. Nếu anh em ở gần ngươi trở nên nghèo khổ, tài sản người lần lần tiêu mòn, thì hãy cứu giúp người, mặc dầu kẻ khách kiều ngụ, hầu cho người cứ ở cùng ngươi. Chớ ăn lời, cũng đừng lấy lợi người, nhưng hãy kính sợ Đức Chúa Trời mình, thì anh em ngươi sẽ ở cùng ngươi. Chớ cho người vay bạc ăn lời, và đừng cho mượn lương thực đặng lấy lợi. Ta là Giê-hô-va Đức Chúa Trời các ngươi, Đấng đã đem các ngươi ra khỏi xứ Ai Cập đặng ban cho các ngươi xứ Canaan và làm Đức Chúa Trời của các ngươi. Nếu anh em ở gần ngươi trở nên nghèo khổ, đem bán mình cho ngươi, chớ nên bắt người làm việc như tôi mọi. Người ở nhà ngươi như kẻ làm thuê, người ở đậu sẽ giúp việc ngươi cho đến năm Ân Hỷ. Đoạn người và con cái người thôi ở nhà người, trở về nhà và nhận lấy sản nghiệp của tổ phụ mình. Vì ấy là những tôi tớ ta mà ta đã đem ra khỏi xứ Ai Cập. Không nên bán họ như người ta bán tôi mọi. Người cho lấn lướt mà khắc bạc họ, nhưng phải kính sợ Đức Chúa Trời ngươi. Còn tôi trai tớ gái thuộc về ngươi thì sẽ do các dân chung quanh mình mà ra. Ấy do những dân đó mà các ngươi mua tôi trai tớ gái. Các ngươi cũng có phép mua tôi mọi trong bọn con cái của kẻ khách kiều ngụ nơi mình và của họ hàng chúng nó sinh ra trong xứ các ngươi vậy. Họ sẽ làm sản nghiệp của các ngươi. Các ngươi để họ lại làm cơ nghiệp cho con cháu mình, hằng giữ họ như kẻ tôi mọi. Nhưng về phần anh em các ngươi là dân Israel, thì không ai nên lấn lướt mà khắc bạc anh em mình. Khi một khách ngoại bang hay là một người kiêu ngụ nơi ngươi trở nên giàu, còn anh em ngươi cùng họ lại nên nghèo, đem bán mình cho kẻ khách ngoại bang kiêu ngụ nơi ngươi, hay là cho một người nào trong nhà kẻ khách ngoại bang ấy, sau khi đã đem bán mình rồi thì sẽ có phép chuộc lại. Một anh em người được chuộc người lại, hoặc bác chú, hoặc con của bác chú, hoặc một người thân thích cũng được chuộc người lại. Hay là nếu người có thế, thì chính người phải chuộc mình lấy. Người sẽ tính cùng chủ mua từ năm nào mình đã bán mình cho đến năm Ân Hỷ. Và giá bán sẽ tính theo số năm nhiều hay ít, tức là tính như ngày công của người làm thuê vậy. Nếu còn nhiều năm, thì hãy cứ số năm này, cân phân theo giá đã bán mình mà chuộc lại. Nếu đến năm Ân Hỷ còn ít năm, thì hãy tính với chủ mua cứ theo số năm này mà thối hồi số mua mình lại. Họ đối cùng chủ như một người làm thuê năm. Chủ không nên lấn lướt mà khắc bạc người trước mặt người. Nếu người không được chuộc lại bởi cách thế ấy, đến năm Ân Hỷ, người và các con trai người sẽ được ra tự do. Vì dân Israel là tôi tớ ta, tức là các tôi tớ ta đã đem ra khỏi xứ Ai Cập. Ta là Đức Giê-hô-va Đức Chúa Trời của các ngươi.